Giáo dục địa phương 6 tuần này, cô và các em sẽ cùng tìm hiểu về chủ đề bí quyết giữ gìn sức khỏe để đạt điểm cao trong kỳ thi. Thứ nhất là các em không nên quá lo lắng, căng thẳng. Trước ngày thi, hầu hết bạn nào cũng có tâm lý vô cùng căng thẳng, lo lắng. Điều này sẽ khiến cho các em rơi vào tình trạng căng thẳng, lo lắng, mệt mỏi, dẫn đến chán nản, độ tự tin giảm sút, không thể phát huy được hết các kiến thức vốn có và thậm chí quên luôn cả kiến thức vừa mới học. Trước ngày thi, các em hãy gấp sách lại để nghỉ ngơi, thư giãn, tâm lý thoải mái sẽ giúp các em tự tin hơn. Tâm lý tự tin, vững vàng sẽ giúp các em ghi nhớ và tư duy nhanh hơn trong quá trình làm bài thi. Điều thứ hai là không phải cứ ăn đỗ là đủ. Nhiều em thường quan niệm nên ăn các loại đỗ xanh, đỗ đen, đỗ đỏ để có thể đỗ trong kỳ thi sắp tới. Tuy nhiên, chỉ ăn các loại đỗ sẽ không cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho cơ thể, khiến một số bạn bị đau bụng trong ngày thi, thậm chí không đủ sức để làm bài thi thật tốt. Trong khoảng thời gian này, việc ăn uống điều độ, cân bằng chất dinh dưỡng rất cần thiết. Đặc biệt, các em nên bổ sung các chất DHA, axit folic, magie thường có trong các loại cá như cá hồi, cá thu, cá trích, v.v. hay các loại rau có màu xanh đậm như rau ngót, cải bó xôi, súp lơ để tăng cường trí não. Thứ ba, tuyệt đối không mọc rễ ở bàn học. Ngồi quá lâu ở bàn học sẽ khiến các em kém tập trung, đau lưng, đau vai và tổn thương đĩa đệm. Không những thế, ngồi quá nhiều ở bàn học cũng khiến lượng chất béo tích tụ và sẽ sớm phát phì trong thời gian ngắn. Sau mỗi tiếng học tập, hãy đứng dậy, vươn vai và tập một vài động tác thể dục để cơ thể có thể thoải mái và tránh nhức mỏi nhé. Thứ tư, các em cần cân bằng giữa chơi và học. Trước ngày thi, hãy thoải mái tinh thần, xả stress bằng cách nghe nhạc, đi dạo hoặc tám chuyện với bạn bè, thay vì cuống cuồng luyện thi cấp tốc trong những ngày ngắn ngủi. Các em cần phải ôn thi từ trước đó, chứ không phải trong 1-2 ngày trước giờ dê. Vào ngày thi, các em hãy đến trước khoảng 15-20 phút để ổn định tâm lý, bởi đây chính là giờ phút căng thẳng nhất. Ổn định tâm lý và tự tin sẽ là chìa khóa để các em đạt được điểm cao. Thứ năm, không làm cú đêm. Thức khuya không những gây suy giảm hệ miễn dịch mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thần kinh và khiến các em cảm thấy mệt mỏi, đầu óc căng thẳng, trí nhớ kém, khó tập trung, chóng mặt, nhức đầu. Hơn nữa, thức khuya vào đêm hôm trước, cơ thể sẽ quá mệt và không thể tỉnh táo để tập trung học tập vào sáng hôm sau. Vì vậy, các em hãy ngủ đủ từ 7-8 tiếng mỗi đêm để đảm bảo sức khỏe và học. Các em hãy trả lời cho cô câu hỏi sau đây. Những bí quyết giữ gìn sức khỏe để đạt điểm cao trong kỳ thi là gì? Tiết học đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các em trong các tiết học sau. Cô chúc các em có sức khỏe thật tốt và kiểm tra cuối học kỳ 1 đạt kết quả cao.